Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin Dự báo giá tiêu ngày 23 tháng 10 năm 2021 được phát trên kênh ZQYS. Lời đầu tiên về bản tin dự báo giá tiêu ngày 23 tháng 10 năm 2021. ZQYS muốn gửi cho quý vị và các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá tiêu ngày hôm nay như sau. Tại thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay tại Ấn Độ tiếp tục xu hướng giảm do sự suy yếu của đồng rupee Ấn Độ so với đô la Mỹ, 75,32 rupee Ấn Độ trên 1 đô la Mỹ. Cùng đà giảm còn có giá tiêu ở Sri Lanka. Theo đánh giá của Pepperchef, thị trường đón nhận những tín hiệu tích cực khi châu Âu và Mỹ đã bắt đầu mua trở lại. Các nhà nhập khẩu Trung Đông cũng bao tiêu nguyên liệu trở lại sau một thời gian dài. Tuy nhiên, lực mua hồ tiêu của Trung Quốc lại rất chậm. Trong tháng 9, Trung Quốc chỉ nhập khẩu 1.293 tấn hồ tiêu trong khi trung bình mỗi tháng thông thường rơi vào khoảng 5.000 tấn. Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay tăng nhẹ, hiện một số đại lý, giới đầu tư đang tranh mua, có nơi thu mua hồ tiêu giá cao hơn nhiều so với giá tham khảo. Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục tăng mạnh, bất chấp những khó khăn do dịch COVID-19 là bởi nguồn cung giảm sút. Trong khi nhu cầu thị trường thế giới vẫn tiếp tục tăng, giá tiêu liên tục lập đỉnh mới, khiến nông dân trồng tiêu rất phấn khởi, tạo động lực cho bà con quan tâm đầu tư chăm sóc cây tiêu hơn trước. Hiện các vùng trồng tiêu đang vào cuối vụ đậu trái, nhiều vườn đang vào giai đoạn chắc sọ, cần đầu tư bón phân, thoát nước, phòng trừ sâu bệnh. Điều đáng khích lệ là hiện nay, xu hướng trồng tiêu ở nhiều vùng đã có sự thay đổi. Với giá tiêu bán ra như hiện nay, nông dân trồng tiêu đã có lợi nhuận tốt. Đặc biệt nếu trồng tiêu hữu cơ, giá bán có thể cao hơn tiêu thường khoảng 20%. Với đà tăng giá tiêu hiện nay, ngành hồ tiêu Việt Nam có kỳ vọng trở lại là một mặt hàng thu cả tỷ đô la Mỹ như 5 năm trước đây. Sau nhiều ngày tăng liên tiếp, giá tiêu vẫn duy trì mức giá thu mua cao. Bên cạnh đó, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam ổn định mấy ngày qua. Theo các chuyên gia, giá tiêu từ đầu năm tăng cao để tiếp tục bù vào chi phí vận tải. Tuy nhiên, đã có những tín hiệu tích cực. Cước vận tải biển giữa Mỹ và Trung Quốc giảm sâu sau khi liên tục lập đỉnh hồi đầu tháng 9, khi mùa vãn khách đến gần và tình trạng thiếu điện tại Trung Quốc làm chậm hoạt động sản xuất. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, dự báo giá hạt tiêu trên toàn cầu vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thuận lợi cho việc tăng giá này là do nguồn cung thiếu hụt, nhu cầu tiêu thụ tăng khi thị trường ở nhiều khu vực đang thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội sau một giai đoạn dài khủng hoảng do đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, lượng hạt tiêu còn lại của nông dân không còn nhiều do đã đẩy mạnh bán ra từ trước đó và cũng đã hỗ trợ tích cực cho giá tiêu xuất khẩu. Theo như báo cáo của Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế cho biết, về nguồn cung hạt tiêu trên toàn cầu đang hạn chế do diện tích giảm, năng suất thấp, yếu tố thời tiết không thuận lợi và kỹ năng bảo quản chưa tốt. Cho nên, giá hạt tiêu trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì mức tăng. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành gửi lên cho thấy, giá thu mua hồ tiêu tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam ngày hôm nay đang ghi nhận quanh mức thu mua từ 85.500 đồng một ký cho đến 89.500 đồng một kg. Cụ thể về bảng giá thu mua hồ tiêu trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk, giao dịch ở mức 86.000 đồng một ký cho đến 88.000 đồng một kg. Còn về tỉnh Gia Lai, ghi nhận từ 85.500 đồng một ký cho đến 87.500 đồng một kg. Đối với tỉnh Đắk Nông, được thương lái thu mua trong khoảng 86.000 đồng một ký cho đến 88.000 đồng một kg. Còn về giá thu mua hạt tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, được ghi nhận là 87.500 đồng một ký cho đến 89.500 đồng một kg. Bên cạnh đó, Bình Phước đang ổn định với giá thu mua hạt tiêu hiện nay từ 87.000 đồng một ký cho đến 89.000 đồng một kg. Cuối cùng là tỉnh Đồng Nai, giá thu mua hôm nay ngang với tỉnh Gia Lai, nhưng vẫn tiếp tục giữ mức giá thấp nhất của cả nước hiện nay là 85.500 đồng một ký cho đến 87.500 đồng một kg trong hôm nay. Theo bản tin tuần do Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam vừa công bố, giá hồ tiêu đen nội địa tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 2% từ 3.404 đô la Mỹ lên 3.478 USD trên tấn, tiêu trắng nội địa trong khoảng 5.356 USD trên tấn, giá FOB tiêu đen tại cảng thành phố Hồ Chí Minh tăng 1%, loại 500 gram trên lít tăng từ 4.190 đô la Mỹ lên 4.250 USD trên tấn, giá FOB tiêu trắng tại cảng thành phố Hồ Chí Minh tăng 1% từ 6.190 đô la Mỹ lên 6.250 USD trên tấn. Theo thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam,
Trong tháng 9 năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 15.336 tấn, kim ngạch đạt 61,84 triệu đô la Mỹ. So với tháng 8, lượng xuất khẩu giảm 13%, kim ngạch giảm 7%. Như vậy, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Lũy tiến từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, Việt Nam đã xuất khẩu được 212.983 tấn, kim ngạch đạt 719,16 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2020. Lượng xuất khẩu giảm 3,2%, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu tăng 47%. Sự sụt giảm của xuất khẩu trong quý 3 năm 2021 cũng là nguyên nhân khiến giá tiêu bùng nổ từ đầu tháng 10 năm 2021 cho đến nay. Nguyên nhân là bởi, sau khi nới lỏng giãn cách, các đơn vị xuất khẩu buộc phải thực hiện giao hàng theo hợp đồng sau khi đã trì hoãn vì lý do dịch bệnh cản trở. Bên cạnh đó, còn là sự quay trở lại của thương lái Trung Quốc. Các đại lý, công ty xuất khẩu cũng mua bù hàng vào kho. Theo các chuyên gia, xuất khẩu tháng 10 năm 2021 sẽ tăng mạnh. Lượng đơn hàng mới phục vụ nhu cầu thế giới dịp lễ Tết cuối năm tiếp tục sẽ là đòn bẩy để giá tiêu tăng trong thời gian tới. Với đà tăng này, lên mốc 95.000 đồng 1 kg không còn xa nữa. Bên cạnh đó, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo chi phí logistics tăng cao khiến hồ tiêu Việt đang đứng trước nguy cơ mất đi các thị trường nhập khẩu lớn. Đối với hồ tiêu Việt Nam, Mỹ là thị trường chính, với lượng xuất khẩu chiếm 20% cho đến 25% trên một năm và luôn duy trì sức mua ổn định cho tới hiện tại. Bên cạnh đó, EU cũng là thị trường trọng điểm và thị trường hướng đến của hầu hết các doanh nghiệp trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do thúc đẩy tăng sức mua của thị trường này. Tuy nhiên, hai thị trường trên liên tục tăng giá cước khiến Mỹ và EU đã chuyển hướng qua mua tiêu từ Brazil vì chất lượng tiêu không quá chênh lệch so với tiêu Việt Nam. Và quan trọng nhất là chi phí vận chuyển từ Brazil tới Mỹ chỉ bằng 1/3 từ Việt Nam và từ Brazil tới EU chỉ bằng 1/10 so với từ Việt Nam. Với việc giảm giá cước tàu biển như hiện nay, hồ tiêu Việt Nam kỳ vọng lấy lại được vị thế tại những thị trường này, đồng nghĩa nhiều hợp đồng được ký hơn. Do vậy, giá tiêu trong nước được dự đoán sẽ không hạ nhiệt theo giá vận tải thế giới. Không những thế, giá xuất khẩu hạt tiêu chạm ngưỡng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và đã đưa hạt tiêu trở thành một trong những điểm sáng. Trong hoạt động xuất khẩu, nông, lâm, thủy sản của Việt Nam mang lại thu nhập cao hơn cho người trồng tiêu sau nhiều năm khó khăn do giá suy giảm. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhận định, trong trung và dài hạn, ngành hồ tiêu Campuchia sẽ có những bước phát triển vượt bậc nhờ khả năng mở rộng diện tích, năng suất cao và quan trọng hơn là quốc gia này có đủ điều kiện sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ. Còn về hồ tiêu ở Campuchia thì ít được thâm canh, nhưng năng suất luôn đứng đầu khu vực với 6,4 tấn trên 1 hectare, còn năng suất của Việt Nam chỉ bằng một nửa quốc gia láng giềng này. Khoảng 95% lượng hồ tiêu thu hoạch mỗi năm của Campuchia dành cho xuất khẩu, trong đó Việt Nam và Thái Lan là hai thị trường mua nhiều nhất. Đối với thị trường hồ tiêu trong nước, gần đây ghi nhận tăng liên tiếp trong đợt điều chỉnh tăng lần 4 kể từ đầu tháng. Nguyên nhân là do các đơn vị xuất khẩu đẩy mạnh gom hàng, phản ánh thực tế của một số thành viên trên các diễn đàn hồ tiêu, có địa phương còn bán cao hơn giá tham khảo trên mạng. Theo dự báo, giá tiêu sẽ tiếp tục đà tăng trong những tháng cuối năm do sản lượng hạt tiêu của Việt Nam cũng như một số nước sản xuất hạt tiêu lớn như Brazil, Indonesia giảm mạnh vì bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Rick Hughes xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và nhấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn có những buổi xem vui vẻ và hạnh phúc. Mến chào và hẹn gặp lại!